Chào mọi người đã đến với chương trình radio tính nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều chương 34 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Israel. Hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình. Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh chẳng chữa lành những con đau chẳng rịt thuốc những con bị thương chẳng đem những con bị đuổi về chẳng tìm những con bị lạc mất song các ngươi lại lấy sự độc dữ gai gắt mà cai trị chúng nó vì không có kẻ chăng thì chúng nó tan lạc đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao. Những chiên ta tan tác trên cả mặt đất. Chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Vậy nên, hỡi kẻ chăng, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán rằng, Thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăng, nên những chiên ta đã làm mồi và đã trở nên đồ ăn của mọi loài thú ngoài đồng. Những kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên ta. Vì cớ đó hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó, ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó hầu cho chiên không làm đồ ăn cho chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra, ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của israel kề khe nước và trong mọi nơi có dân cư trong nước ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Israel. Ở đó, chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử tế và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Israel. Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãi, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Còn như bay, hỡi bầy chiên ta. Này, ta xét đoán giữa chiên và chiên, giữa chiên đực và dê đực. Bay ăn trong vườn cỏ xinh tốt, mà lại lấy chân dày đạp những cỏ còn lại đã uống những nước trong, lại lấy chân vậy đục nước còn thừa. Bay, há chẳng coi sự đó là việc nhỏ mọn sao? Còn những chiên ta thì phải ăn cỏ chân bay đã dài đạp và uống nước chân bay đã vậy đục. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta, chính ta, sẽ xét đoán giữa những chiên mập và chiên gầy. Vì bay lấy hông lấy vai mà sốc, lấy sừng mà vít mọi chiên con có bệnh, cho đến chừng bay đã làm tan lạc chúng nó ra ngoài. Nên ta sẽ đến cứu bầy chiên ta. Chúng nó sẽ không làm mồi nữa, và ta sẽ xét đoán giữa chiên và chiên. Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là David, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn David tôi tớ ta sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Bây giờ ta sẽ kết với chiên ta một giao ước hòa bình. Ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi, đặng dân ta có thể ở yên ổn trong đồng vắng và ngủ trong rừng. Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước ta sẽ khiến mưa xa nơi mùa thuận tiện. Ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. Cây ngoài đồng sẽ ra trái và đất sẽ sinh hoa lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi ta đã bẻ gãi những đòn của ách chúng nó và đã giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch. Chúng nó sẽ chẳng làm mồi của các dân ngoại nữa những loài thú của đất sẽ chẳng nuốt chúng nó nữa. Chúng nó sẽ ở yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Ta sẽ sắm vườn có danh tiếng cho chúng nó. Chúng nó sẽ không chết đói trong đất mình nữa và cũng không còn chịu sự hổ nhốt của các nước nữa. Chúng nó sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng nó, ở cùng chúng nó, và biết nhà Israel chúng nó là dân ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta. Bay là loài người, và ta là Đức Chúa Trời bay. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 35 Lời của Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng, Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi sê rơ và nói tiên tri nghịch cùng nó hãy nói cùng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi núi xe i rơ này ta nghịch cùng mày. Ta sẽ giá tay nghịch cùng mày, làm cho mày ra hoang vu và gỡ lạ. Ta sẽ làm cho các thành của mày ra đồng vắng, còn mày sẽ trở nên hoang vu. Bây giờ, mày sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì mày cưu sự ghen ghét vô cùng, và đã phó con cái Israel cho quyền gươm dao nơi ngài tai vạ chúng nó trong kỳ gian ác về cuối cùng. Vì cớ đó, Chúa Giê-hô-va phán, Thật như ta hằng sống, ta sẽ sắm sẵn mày cho phải huyết, và huyết sẽ đuổi theo mày. Vì mày đã chẳng ghét huyết, nên huyết sẽ đuổi theo mày. Vậy, ta sẽ làm cho núi Seirer gỡ lạ và hoang vu và hủy diệt cả người đi qua và người trở về ta sẽ làm cho các núi nó đầy những kẻ bị giết của nó những người bị gươm giết sẽ ngã xuống trên các đồi mày trong các trũng và giữa dòng mọi sông suối mày ta sẽ làm cho mày ra hoang vu đời đời các thành mày sẽ không có dân ở nữa và bay sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì mày có nói rằng, hai dân tộc ấy và hai nước ấy sẽ thuộc về ta, và chúng ta sẽ được nó làm kỷ vật, dầu Đức Giê-hô-va đang ở đó. Nên Chúa Giê-hô-va phán, Thật như ta hằng sống, ta sẽ đãi mày bằng cơn giận và sự ghét, mà mày đã bởi lòng ghen tương tỏ ra nghịch cùng chúng nó. Và khi ta xét đoán mày, ta sẽ tỏ mình ra giữa chúng nó. Mày sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, đã nghe những lời sỉ nhục mày đã nói ra nghịch cùng các núi Israel mà rằng, các núi ấy đã bị làm nên hoang vu, đã phó cho ta để nuốt. Bay đã lấy miệng khoe mình nghịch cùng ta, và đã thêm những lời mình nghịch cùng ta. Thật, ta đã nghe điều đó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy khi cả đất vui mừng, ta sẽ làm cho mày nên hoang vu, vì mày đã lấy làm vui về sản nghiệp nhà Israel bị hoang vu, nên ta đãi mày cũng vậy. Hỡi núi Seir, mày với cả Edom, tất cả xứ ấy sẽ bị hoang vu và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 36. Hỡi con người, Hãy nói tiên tri về các núi của Israel và rằng: Hỡi các núi của Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì quân thù nghịch có nói về bay rằng: Ê, những gò cao đời xưa thuộc về chúng ta làm sản nghiệp. Vì cớ đó, hãy nói tiên tri và rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Thật, vì chúng nó đã làm cho bay nên hoang vu và nuốt bay tư bề. Đặng bay trở nên sản nghiệp của những kẻ sót lại của các nước. Và bay bị miệng kẻ hay nói bàn luận và bị dân sự chê bai. Vì cớ đó, hỡi các núi của Israel hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy cho các núi và các gò, cho khe suối và đồng trũng, cho nơi đổ nát hoang vu và các thành bị bỏ, đã phó cho những kẻ sót lại của các nước chung quanh bay cướp bóc và nhạo bán. Vì cớ đó Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Thật, trong cơn ghen tương nóng nảy, ta rao lời án nghịch cùng kẻ sót lại của các nước ấy và cả Ê-đôm là những kẻ đầy lòng vui mừng và ý khinh dễ, định đất của ta cho mình làm kỹ vật, đặng phó nó cho sự cướp bóc. Vậy nên, hãy nói tiên tri về đất của Israel. Hãy nói với các núi và các gò, khe suối và đồng trũng rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Thật, ta phán trong cơn ghen và cơn giận của ta, vì bay đã chịu sự hổ nhuốc của các nước. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ta đã thề rằng, các nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhuốc. Nhưng bay, các núi Israel sẽ xin những nhánh và ra trái cho dân israel ta vì chúng nó sắp trở về này ta hướng về bay xây lại cùng bay và bay sẽ bị cày cấy gieo vải trên đất bay ta sẽ thêm số dân cư và số con cái cả nhà israel các thành sẽ có người ở các nơi đổ nát sẽ được dựng lại ta sẽ thêm loài người và loài vật trên đất bay chúng nó sẽ thêm nhiều và nảy nở. Ta sẽ làm cho bay đông dân như lúc trước và ban ơn cho bay hơn thở ban đầu. Bây giờ bay sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm cho những dân cư bước đi trên đất ngươi, tức là dân Israel ta. Thật, chúng nó sẽ được mày làm kỹ vật. Mày sẽ làm sáng nghiệp chúng nó và không làm mất con cái chúng nó nữa. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Vì người ta nói cùng bay rằng, Hỡi đất, mày nuốt người ta và làm mất con cái của dân mày đi. Cũng vì cớ đó, mày chẳng nuốt người ta nữa và không làm mất con cái của dân mày đi nữa. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta không để cho mày nghe những lời nhiếc móc của các nước nữa. Mày sẽ không còn chịu sự nuốt nha của các dân nữa và mày không khiến dân mình vấp phạm nữa. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hỡi con người, khi nhà Israel ở trong đất mình đã làm ô uế đất ấy bởi đường lối và việc làm của mình, đường lối chúng nó ở trước mặt ta như là sự ô uế của một người đàn bà chẳng sạch. Ta đã rải cơn thạnh nộ của ta trên chúng nó vì cớ huyết mà chúng nó đã làm đổ ra trên đất và vì chúng nó đã làm ô uế đất ấy bởi thần tượng mình. Ta đã làm tan tác chúng nó trong các dân và chúng nó đã bị rải ra trong nhiều nước. Ta đã xét đoán chúng nó theo đường lối và việc làm. Khi chúng nó đã tới trong các nước mà chúng nó đã đi đến, thì chúng nó đã phạm danh thánh ta. Đến nỗi người ta nói về chúng nó rằng, ấy là dân của Đức Giê-hô-va, chúng nó đã ra đi từ đất Ngài nhưng ta tiếc danh thánh của ta mà nhà israel đã phạm trong các dân tộc là nơi nhà ấy đã đi đến vậy nên hãy nói cùng nhà israel rằng chúa jehovah phán như vậy hỡi nhà israel ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy nhưng vì cớ danh thánh ta mà các ngươi đã phạm trong các dân là nơi các ngươi đã đi đến Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta là danh đã bị phạm trong các dân. Giữa các dân đó, các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: "Như vậy, các dân tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi. Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem về trong đất riêng của các ngươi." Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nảy nở thêm nhiều và không dáng cho các ngươi sự đói kém. Ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng hầu cho các ngươi không vì đói kém chịu sự xấu hổ ở giữa các nước. Bây giờ, các ngươi sẽ nhớ lại đường lối xấu xa của mình và việc làm của mình là không tốt. Chính các ngươi sẽ tự gớm ghét mình vì cớ tội lỗi và những sự gớm ghét của các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán, Chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm như vậy, các ngươi khá biết rõ. Hỡi nhà Israel, khá biết hổ và mắc cỡ về đường lối mình. Chúa Giê-hô-va phán như vậy ngày mà ta sẽ làm sạch mọi tội lỗi các ngươi. Ta sẽ lại làm cho thành các ngươi có dân ở và những chỗ đổ nát sẽ dựng lại. Đất hoang vu sẽ cày ký. Dầu mà trước đã hoang vu trước mắt mọi kẻ đi qua. Chúng nó sẽ nói rằng, đất hoang vu này đã trở nên như vườn Eden. Những thành đổ nát, hoang vu, tàn phá kia, kia đã có tường vách và dân ở. Bây giờ, các dân tộc còn sót lại xung quanh các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã cất lại nơi bị phá, trồng lại nơi bị hủy. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán lời đó và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ta còn muốn nhà Israel cầu hỏi ta để ta làm sự này cho. Ta sẽ thêm nhiều người nam nó như một bầy chiên các thành đổ nát sẽ đầy những bầy người như bầy chiên để làm của lễ như bầy của Jerusalem trong ngày lễ trọng thể và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 12. Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ đói bức bông lúa mà ăn. Người pha -si thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng, Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày sa bát Sau Ngài đáp rằng, Chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật? Đến ngày sa bát các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao vả lại ta phán cùng các ngươi tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này ta muốn lòng nhân từ không muốn của tế lễ thì các ngươi không trách những người vô tội vì con người là chúa ngài sa bát đức chúa giê xu đi khỏi nơi đó bèn vào nhà hội ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng, trong ngày sa bát có phép chữa kẻ bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng, ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày sa bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là giường nào. Vậy, trong ngày sa bát có phép làm việc lành. Đoạn Ngài phán cùng người tay teo rằng, hãy dơ tay ra. Người liền dơ tay, thì tay này cũng lành như tay kia. Những người pha đi -si đi ra ngoài rồi bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài. Xong Đức Chúa Giêsu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo và Ngài chữa lành cả. Ngài cấm ngạc họ, đừng cho ai biết Ngài, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Esai đã nói rằng, Này, tôi tớ ta đã chọn là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người. Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãi, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám đuôi và câm. Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pharisi nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá hoang. Một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ BNC buôn mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao phải trói người rồi mới cướp của nhà người được ai không ở với ta thì nghịch cùng ta ai không thâu hiệp với ta thì tan ra ấy vậy ta phán cùng các ngươi các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Xong nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt. Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người pha ri si thưa cùng với Chúa Giêsu rằng, Bẩm Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng, dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Yona. Vì Yona đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và an năn Mà đây này, có một người tôn trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Và đây này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước Dòng dõi dữ này cũng như vậy Khi Đức Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng Thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài Muốn nói cùng Ngài Có người thưa cùng Ngài rằng Đây này mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy Ngài đáp rằng Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta cùng là mẹ ta vậy. Thi Thiên 96 Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày, hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuộc sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. Thế gian cũng được lập vững bền, không thế rung động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bây giờ, những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến, Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy, con nguyện xin dòng huyết báu của ngài tẩy sạch bôi xóa sự sát thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài chúa ơi xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng ngài xin chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển đức chúa trời mà làm xin chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trong cậy nơi chúa càng hơn xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen cảm ơn bạn đã lắng nghe xin thánh linh chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với chúa mỗi ngày mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a gmail com bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều